Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các ngư dân ở xã Quỳnh Nghĩa được cứu sống an toàn trở về sau khi gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa trong quá trình khai thác hải sản. Khoảng 9 giờ ngày 6 tháng 7, tàu cá NA90570TS do ông Trương Thành ở thôn Hòa Đông, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên đang hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sóng to gió lớn, tàu sổ nước và bị nhấn chìm trên biển, các thuyền viên đã nhảy khỏi phương tiện trôi nổi trên biển. Sau 3 giờ vật lộn về sóng nước, 8 thuyền viên gặp nạn đã được một tàu cá ở tỉnh Bình Định cứu vớt. Đến ngày mùng 7 tháng 7, tất cả số thuyền viên này được chuyển sang một tàu cá ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đưa vào một cửa lạch ở Quảng Ngãi an toàn. Ngay sau khi các ngư dân trở về nhà, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã đến thăm hỏi động viên, đồng thời trao 10 triệu đồng hỗ trợ ngư dân gặp nạn.